Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Lan Hoàng trực tiếp trả lời với quý vị với phần 4 của Cà Phê Sáng, và trong lúc chúng tôi đang thảo luận và trước phần quảng cáo đề cập tới cuộc điều tra, và đây để cho thấy rằng là thực sự là cảnh sát ở LA và các nơi cũng đang điều tra, nhưng mà riêng ở cảnh sát LA nó lớn lắm. LAPD họ có các nhóm đặc vụ lo về các phần, lo về hình sự, lo về ma túy, lo về băng đảng, lo về án giết người. Thì họ nói tình cờ cái nhóm này đi chuyên truy lùng băng đảng, họ theo dõi cái nhóm băng đảng này. Không phải là cái nhóm đi ăn cưa bô, họ không nhắm tới cái chuyện cưa bô ăn cắp. Thì theo dõi ba cái tên này vì một cái vụ mà mua bán ma túy. Thì trong lúc chạy theo thì cái nhóm này họ chạy với chiếc xe không phải là cảnh sát. Quý vị nhìn thấy chiếc xe màu đen đó, chặn chiếc xe lại. Thì đến lúc đó họ mới, trong lúc mà họ điều tra đó, họ mới nhìn phía sau chiếc xe này thì thấy một, ủa, trong xe nó có một đống ống bô, tụi này khiêng bô để làm gì? Cho nên cái bản tin nói đó, bọn này không truy tố về tội ăn cắp ống bô, nhưng mà bị truy tố về tội mua bán ma túy. Rồi kèm thêm nữa, nhờ ba tên này thì cảnh sát hiện nay đang tiếp tục điều tra để chất vấn xem coi những cái ống bô này chúng lấy từ đâu. Và trên xe họ cũng tìm thấy những cái chiếc cưa máy, rồi những cái vật dụng. Bởi vì bọn này nó nhanh lắm chứ vị, trong vòng 2-3 phút rồi đó thôi à. Cái đưa cái xe lên cao xuống, nhảy xuống, kèm vào bên dưới, cưa một cái lấy ra cái là chạy mất. Vài phút đồng hồ, nhanh chóng vô cùng. Thì lực lượng cảnh sát LAPD họ nói trong thời gian qua họ bắt ít nhất 19 vụ những cái kẻ mà cưa bô ăn cắp này. Nhưng mà trong cái vụ này thì tin tức được đưa ra thêm đó, nó còn liên quan đến vấn đề mua bán ma túy nữa. Trong thời gian qua đó, cái chuyện mà ăn cắp cái những cái gọi là giống như ống bô này, nó cũng xảy ra vòng quanh ở khu Lido Sài Gòn của mình. Dạ, người ta cũng nhắc đến. Cho nên là hồi trước thì chỉ tưởng là những cái xe đậu ở dưới lề đường, hay là đậu ở trong, đậu qua đêm ở trong mấy cái parking đâu đó thì bị thôi. Bây giờ có nhiều người đậu xe ở ngay trước nhà cửa mình, nhà mình mà cũng bị. Rồi khi mà họ ra thấy, ủa xe nó làm sao, rồi cái coi lại cái camera, chưa rồi bao mới giờ thấy khổ như vậy, rồi khốn khổ như anh Thủy nói đó, họ bán thì không được bao nhiêu tiền, mà cái người mà bị thiệt hại đó thì phải trả một cái chi phí cộng rất thêm là nhiều. Là bây giờ nhiều người họ nói thôi, cách an toàn nhất là đưa tới để cho khoan cái lỗ đó, rồi họ mới chèn cái miếng bọc lên. Ôi trời ơi. Cho nên cái bọn tới đó, nó, thậm chí họ hàn cứng luôn, cho nên bọn chúng tới nhìn thấy cái đó là bọn chúng bỏ đi, bọn chúng không có cưa nữa, thì phải gánh những tốn mấy trăm bạc để làm cái chuyện đó. Thưa quý vị, xin cập nhật một chút về tin Covid ở Việt Nam. Ngày hôm qua đó thì trong phần Cà Phê Sáng thì Ngọc Lan nói là mọi người vẫn đang lúng túng rằng là trong cái thời gian sau khi mà cái lệnh ai ở đâu ở yên đó từ ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 9, rồi sau đó cái chuyện gì sẽ xảy ra nữa, người ta chỉ nói rằng như vậy là sau ngày 15 tháng 9 sẽ mở cửa trở lại, đúng không? Thì không có tin tức, người theo nói thế này, người nói thế khác. Nhưng mà trong ngày hôm qua thì ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đã nói rằng là Sài Gòn tiếp tục thực hiện ai ở đâu ở yên đó cho tới ngày 15 tháng 9. Chính thức rồi. Dạ, chính thức là như vậy. Trong khi đó thì ông Bí thư Thành ủy Sài Gòn thì nói là phải mở cửa dần dần chứ không thể giãn cách mãi. Thì bây giờ giữa ông Bí thư và ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân á, thì cũng đang mỗi người cũng đưa ra cái cách làm sao để mà cho người dân phải trở lại bình thường. Thì ông nói là có thể là sau ngày 15 tây tháng 9 đó, thì những người mà đã chích ngừa hai mũi rồi á, thì có thể được đi ra ngoài, rồi đi chợ, đi mua chợ cho người khác. Rồi
nói chung là có nhiều cái biện pháp họ đưa ra nhưng mà chưa biết là sẽ thực hiện như thế nào, thì tất cả vẫn còn là họ dùng cái chữ kịch bản, cái kịch bản đó vẫn còn đang họ phải lên kế hoạch. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua đó thì cái chuyện mà cứ lên kịch bản, phải đặt ra trường hợp nếu như nơi này xảy ra dịch bệnh thì như thế nào, thì trong khi Sài Gòn đã là cái gọi là tâm dịch của cả nước rồi, chiếm đến 80% số lượng người bị nhiễm ở trên cả nước Việt Nam, rồi số người chết cũng như vậy, thì Hà Nội và những nơi khác dường như họ không có, cũng nói là lên kịch bản nhưng mà không biết họ làm cái gì. Bây giờ ngày hôm qua thì Hà Nội đó, người ta bắt đầu lúng túng với cái chuyện là giấy đi đường, 1 tỷ cái loại giấy đi đường. Ngày hôm thứ hai có người phải chờ đến 8-9 giờ tối ở ngay các cái trụ sở phường, công an được để xin cho được giấy đi đường, để cho nhân viên của họ qua. Sáng thứ ba thì đi làm, có nghĩa là mệt mỏi, cái xong đùng cái qua ngày thứ ba họ nói thôi sử dụng là giấy cũ. Thế là người ta nói trời ơi, có nghĩa là tại sao mà họ có thể, họ đối với lại bao nhiêu triệu người ở Hà Nội là gần 6 triệu người, họ nói tại sao họ không có chuẩn bị một cái gì hết, vừa mới làm cái này rồi người ta chạy đôn chạy đáo để mà thực hiện, thì qua ngày hôm sau cái ok thôi sử dụng lại giấy cũ. Chính sách đó chúng ta gọi là nước tới chân mới nhảy đó, yeah. Tức là chính sách đó bây giờ phải có cái phản ứng rồi mới theo cái phản ứng đó để đưa ra cái phương hướng giải quyết, yeah, thì bây giờ người ta la quá thì bây giờ giải quyết thôi, trở lại chuyện cũ. Rồi không nhưng cần mà thêm giấy chứng nhận nữa. Nhưng mà cái buồn cười á là họ lại giấy đi đường cũ, nhưng mà khi đi ra đường, quý vị hình dung những cái hình ảnh mà chúng tôi đưa ra những bữa trước đó, cái dồn đóng lại ngay cái chốt kiểm soát, nhưng mà ngay chốt đó lại đo nhiệt độ nữa. Thì họ nói trời đất ơi, người ta đang chạy xe như vậy dừng lại đo nhiệt độ thì nó có tác dụng gì? Thì cũng không hiểu. Rồi cũng ngày hôm qua nói rằng là khi mà bên Bộ Y tế đồ họp để nói cái chuyện mà chích ngừa, tại sao mà thuốc chích ngừa đưa về nhiều ở Sài Gòn, ở Long An, ở Bình Dương mà số lượng người được chích đó thì lại quá thấp so với số lượng vaccine mà họ nhận được, thì có nhiều cái câu trả lời được đưa ra. Có người thì nói rằng là có lý do rằng là cái số lượng nhận thực tế nó thấp hơn số lượng mà báo chí nêu ra, rồi số lượng nữa thì phải chừa chích cho mũi 2 vân vân. Thì bắt đầu từ cũng ngày hôm thứ hai ở Sài Gòn, nhiều người tự dưng đồng loạt được nhận được giấy, giống như là một kiểu mình dùng cái chữ là lùa đi chích ngừa cũng đúng nữa. Những người đã nói là chích ngừa mũi thứ nhất là Moderna, bây giờ không có thuốc tiếp Moderna thì bây giờ chích Pfizer, là ngày hôm qua là một loạt người chích rồi. Rồi có những người họ nhận được giấy đi chích ngừa, 6 giờ sáng đi ra xếp hàng, 8 giờ sáng nhân viên y tế mới tới, thì lúc đó quá là đông người dồn đến, cái người ta đổ dồn đến, cái nhiều người sợ quá trời ơi, đi chích ngừa mà đông như thế này nữa thì về lỡ bị nhiễm sao, cái thôi họ rút lui họ đi về, thì nó cứ vậy, nó cứ nháo nhào lên như thế, nhìn thấy buồn quá. Chưa hết đâu thưa quý vị ơi, bây giờ là Việt Nam mà các nơi còn đang đương đầu với biến chủng Delta variant. Ngày hôm nay tin tức về biến chủng mutation bắt đầu nổi lên rồi, và chắc chắn 100% Mộc Lan chuẩn bị đi chích mũi thứ ba nha. 20 tháng 9, yeah. Sau 20 tháng 9. Ở Do Thái, hôm nay họ chích mũi thứ tư rồi. À. Để chống lại cái mutation, biến chủng mu mới. Thưa quý vị, biến chủng mu ngày hôm nay được ghi nhận đã xuất hiện ở tại Mỹ 49 tiểu bang. Những người mới bệnh mới đây đó. Và cái ghê gớm, tuần rồi chúng tôi đã đề cập đến cái biến chủng mu này. Chúng breakthrough luôn, hai mũi. Những người chích ngừa hai mũi rồi chúng xuyên qua tấn công luôn. Thì Pfizer trước đó và Moderna và các công ty Johnson Johnson vân vân họ đều nói hiện nay họ đang chạy đua để rồi tìm ra một cái loại thuốc chủng mới chống lại cái mu này. Bởi vì mu, họ nói cái ghê gớm ở đây đó, những cái nghiên cứu khởi đầu thì chúng có khả năng đề kháng lại những thuốc chủng hiện nay đang có. Trên chích hai mũi chưa đủ. Bây giờ California đang dẫn đầu trong 49 tiểu bang về số người bị lây nhiễm, 367 trường hợp. Mặc dù rất là thấp, nhưng mà bác sĩ Fauci đã từng nói đó, cái biến chủng mu này sẽ thay thế cái Delta variant. Bây giờ họ đang theo dõi coi cái khả năng tấn công vào cơ thể con người như thế nào. Và 367 người ở California hiện nay
đang được theo dõi về cái biến chủng Mu. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Ngọc Lan hôm nay. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới. Chúc quý vị một buổi sáng thật là an lành.